Làm được điều này, phước đức sẽ vô cùng lớn. Kính thưa quý vị, trong các loại nghiệp ác trên đời, khẩu nghiệp là dễ vướng phải nhất. Khẩu nghiệp dễ gây ra nhiều quả báo đáng sợ. Dưới đây là 8 kiểu người suốt đời lâm cảnh bần hàn, rất khó thoát cảnh nghèo túng. Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn qua tướng cổ tay có thể đoán biết được sức khỏe, vận mệnh trong tương lai của bạn. Chỉ cần nhìn vào độ dài ngón tay út của bạn là có thể biết ngay vận mệnh sang hèn, may mắn hay đường tình. Phật dạy rằng họa từ miệng mà ra. Tội nghiệp trên đời này không thiếu, ai cũng dễ mắc phải, trong đó khẩu nghiệp là dễ vướng vào nhất. Đức Phật dạy, khẩu nghiệp hay còn gọi là ác khẩu, là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói, bao gồm vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nó sẽ gây ra nhiều hối hận cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những tâm trạng buồn. Lời nói nhã nhặn, lời khuyến tấn đúng thời, đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Có nhiều người chỉ vì cái miệng không tốt mà bao nhiêu phúc báo cũng đều hao tổn hết. Có người nói, tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại tới phúc báo được. Kỳ thực, hãy luôn nhớ rằng tạo khẩu nghiệp sẽ tổn hại rất lớn tới phúc báo. Phúc báo theo miệng mà chạy hết. Do vậy, Kinh Phật cũng dạy, trong sinh hoạt hàng ngày có 4 hạng người chúng ta nên tránh. Đó là những kẻ hay đổ lỗi cho người khác, hay nói chuyện mê tín, tà kiến, khẩu Phật tâm xà, và những kẻ làm ít kể nhiều. Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý, đánh giá được người khác để có cách ứng xử thích nghi. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý tới mắng nhức Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh, chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhức xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận, thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, nay ông mắng nhức ta nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhức ác ngữ. Người xưa đã nói, ngôn do tâm sinh, tức là lời nói là do tâm mà sinh ra. Nếu miệng thường hay nói những lời không hay, không tốt, thị phi hay nguyền rủa, vân vân, thì phúc báo theo đó mà sẽ tổn thất rất nhanh. Nói lời không đúng hay không phải với người lớn tuổi cũng đều như thế. Trong cuộc sống hôn nhân vẫn có nhiều điều không như ý. Có nhiều phụ nữ hay phàn nàn về chồng, dù nói chồng không tốt thế này thế kia, họ còn đem cả cha mẹ chồng, tổ tông nhà chồng ra mắng nhức, vân vân. Làm như vậy sẽ tạo khẩu nghiệp rất nặng, và điều này chỉ khiến cho gia cảnh càng ngày càng đi xuống, càng nghèo khó. Phàm trên đời, mọi sự đều có nhân quả. Còn người mê thì cứ làm, cứ nói, cứ hành xử theo cảm tính, theo suy nghĩ cá nhân của mình cho thỏa dạ, hả lòng. Khi hậu quả tới thì lo âu sợ hãi cũng đã muộn rồi. Vì thế mới nói, cách tích đưa tu tâm tốt nhất chính là tu khẩu. Là vì người này, người kia, vì số phận ru rủi họ như vậy, sao mà đen đủi quá. Khi phàn nàn thành những lời thường trực trên môi, họ không chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, dần hạn chế giao tiếp, mà còn ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Họ biến mình thành nơi chất chứa những năng lượng tiêu cực, luôn đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh, thay vì chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Nhớ rằng, việc phàn nàn là vô ích. Bạn không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà thậm chí có thể đẩy vấn đề đi xa hơn. Người khôn ngoan không làm vậy,
họ sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề và tích cực nhìn nhận cuộc sống. 3. Không nói lời khoe khoang. Những người thông minh có xu hướng đạt được nhiều thành tựu trong đời, nhưng họ lại không bao giờ khoe khoang. Họ biết rằng việc thể hiện bản thân có thể giúp mình thu hút được sự chú ý, ngưỡng mộ của mọi người, nhưng nó có thể tăng lên và biến thành sự đố kỵ, ghen ghét. Bởi vậy họ không phô trương và không tự chuốc lấy rắc rối. Ngoài ra, trong mắt của những người khôn ngoan, thành tựu mà họ đạt được đã thuộc về quá khứ. Họ biết rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Những người này sẽ không bao giờ ngủ vùi trong chiến thắng, sống trong quá khứ. 4. Không nói những lời sáo rỗng. Chính trực là nền tảng của cuộc đời một con người. Dù là trong công việc hay cuộc sống, người chính trực, liêm khiết thường dễ được người khác công nhận, làm việc gì cũng dễ thành công. Xung quanh chúng ta luôn có một số người rõ ràng là không đủ năng lực, nhưng lại luôn thích nổ về bản thân mình. Họ dùng những mối quan hệ với ai đó có tiếng tăm, có địa vị để quảng cáo cho mình. Dùng mối quan hệ đó để nhận được sự ngưỡng mộ của những người không quen biết. Ngay cả với việc không thể làm được, họ sẵn sàng vỗ ngực cam đoan rằng không có vấn đề gì. Những người khôn ngoan luôn hiểu tầm quan trọng của sự chính trực và sẽ không bao giờ nói ra những lời sáo rỗng. Bạn phải làm những gì bạn đã hứa, và bạn sẽ không bao giờ một việc xấu nào, sao có thể tổn hại tới phúc báo được. Kỳ thực, hãy luôn nhớ rằng tạo khẩu nghiệp sẽ tổn hại rất lớn tới phúc báo. Phúc báo theo miệng mà chạy hết. Do vậy, Kinh Phật cũng dạy, trong sinh hoạt hàng ngày có bốn hạng người chúng ta nên tránh. Đó là những kẻ hay đổ lỗi cho người khác, hay nói chuyện mê tín, tà kiến, khẩu Phật tâm xà, và những kẻ làm ít kể nhiều. Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý, đánh giá được người khác để có cách ứng xử thích nghi. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý tới mắng nhức Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh, chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhức xong, Phật hỏi: ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận, thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhức ta nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có.